Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Lợi Minh live tiếp giải thích để anh chị các bạn thấy về vấn đề mà luật pháp ở bên Mỹ. Các bạn biết ở bên Mỹ này tất cả cái gì thằng chính phủ nó cũng làm luật hết. Anh có chiếc xuồng, anh cũng phải đăng ký vô đó là một chiếc xuồng nha. Tôi nói anh chị các bạn. Anh có chiếc xe mà anh không chạy ở ngoài đường chính, mà anh chạy giống như anh nó gọi là off road, có nghĩa là anh chạy anh đi săn hay là anh chạy trong đường thôn quê đó, anh cũng phải đóng thuế và đóng lệ phí. Các bạn thấy không, dân Mỹ họ đóng ngập đầu ngập cổ, cái gì nó cũng có luật của nó, từ một con rùa, con chó, con cá, con gì nó cũng có luật hết. Mà anh đâu rồi kia chưa, cái chơi chơi tàu hay là các bạn thấy những cái loại xe này là xe nó gọi là xe off road, mấy người mà họ đi chơi săn hay là ở vùng quê họ đất rộng á thì họ mua, hồi nào giờ đâu có đóng thuế đâu, ở đâu có đóng tiền mà lệ phí hàng năm đâu, bây giờ cũng phải đóng. Thằng chính phủ nó cái tụi mà làm luật á, mấy thằng senator, mấy thằng chính trị gia Mỹ, các bạn biết nó ngồi đó, nó để ý mô hình dân sự như thế nào, nó làm luật và nó sửa luật. Như tôi nói chứ các bạn, chiếc tàu tôi che cái tên là cái tôi chỉ sử dụng có 11 ngày thôi, các bạn thấy đóng 43 đô, tại vì nó trừ hao lại mấy ngày mà tôi đăng ký trễ rồi mình không có sử dụng, rồi sang năm phải đóng tiếp nữa. Mặc dù trong một năm trời mình không có sử dụng hết, không có nghĩa là anh làm chủ bất cứ một cái gì ở Mỹ này, anh không sử dụng là anh không đóng thuế. Nó không phải như vậy, không phải giống như ở Việt Nam một số các bạn nghĩ, nó không phải như vậy. Khi anh làm chủ cái bất cứ cái điều gì đó là anh phải đóng thuế 24/24, 360 ngày, 360 mấy ngày anh cũng phải đóng. Anh không sử dụng, hãy anh làm chủ là anh phải đóng. Các bạn thấy Mỹ nó luật của nó như vậy đó, luật của nó, mà dân của nó quen rồi, tại vì nó đã vào cái khuôn khổ rồi, nó vào khuôn khổ. Nó quen như vậy rồi, các bạn thấy không? Anh không thực thi là anh bị phạt, không có nói gì chân, anh không có nói tôi đóng thế này nọ, tôi làm này kia, tôi là tự do dân chủ dân. Chào em gái Thu Nguyễn nha, chị em các bạn trong dưới này, tôi là dân, tôi phải thế này thế nọ. No way, Mỹ này không có vụ đó. Mà không có cái vụ đó anh chị các bạn. Hãy anh đến đất Mỹ này là anh phải chấp hành những cái luật của nó. Anh đi bắt con cá, anh cũng phải đóng thuế trong đó đó nha. Chứ đừng có nghĩ là tôi đi bắt con cá, tôi đi câu cá là tôi không đóng thuế đâu. Cũng phải đóng thuế đấy. Các bạn biết tôi phải mua giấy phép, phải mua giấy phép đóng thuế, phải đóng thuế trong cái giấy phép đó mới đi câu được con cá, mới đi bắn được con chim con cò. Còn mà anh bắn lậu, anh đi câu lậu, nó phạt anh gấp 10 lần luôn. Nó phạt, mà nó phạt anh lần thứ nhất nha, nó phạt anh 3 lần là nó cấm anh vĩnh viễn không được câu cá, không được đi săn luôn. Nó căng đến độ như vậy đấy. Các bạn thấy luật của Mỹ không? Mà nếu mà áp dụng Việt Nam thì không được. Cho nên nó khi cái người Việt của mình họ tới Mỹ rồi, tôi nói anh chị các bạn, họ bị xáo trộn đời sống nhiều lắm, cho nên họ lủi thủi, họ mưu sinh. Mà khi Lợi Minh chia sẻ về những cái mặt trái của nước Mỹ, họ không thích, họ không muốn nói tới nó, đối với họ nó quá đau thương rồi. Và mình là chia sẻ, mình vạch ra, mình chia sẻ cho những người trong nước họ biết, các bạn thấy không? Chứ không phải giỡn đâu anh chị các bạn. Đất Mỹ thì các bạn thấy cái cây nó mọc, những cái đất chỗ này là đất chính phủ nha, cái cây nó mọc ở ngoài đường vậy đó, đừng có ngồi ra đó mà xách cuốc rồi cái bứng về nhà đi. Nó phạt một tiếng má nhìn không ra đâu.
cây xương rồng ở bên này các bạn thấy nó mọc, bên này là cái vùng đất xương rồng nó mọc mà. Mua thì cả ngàn, 500 đồng cây chứ mà nó mọc đầy ở ngoài mấy cái vùng ngoại ô nè. Tao phải giỡn lên chứ bạn, cái Mỹ này dân thì đóng thuế bạc mạng luôn. Có người lên mạng nói tôi dân Mỹ đóng thuế công bằng, cái là người Mỹ họ công bằng là họ đóng thuế họ được hưởng. No chị các bạn thấy mấy người nghèo không đó, họ nghèo, họ không có tiền, họ không có chỗ thuê bãi, họ lủi vô mấy cái lùm cây vậy đó, họ mua mấy cái loại xe vậy đó, nó rẻ lắm, vô đó ở đó, chui vô mấy góc vậy đó, không phải trả tiền thuê đất. Tại bây giờ xã hội nó mô hình xã hội Mỹ kinh tế nó khó khăn quá, người ta bây giờ họ có cái chỗ ở, chỗ ngủ là được rồi, họ lủi góc nào được họ lủi, các bạn thấy không? Nó cái giấc mơ của Mỹ bây giờ và giấc bây giờ rất là vất vả chứ không phải như nhiều người họ mơ tưởng đâu. Hồi nãy mình chia sẻ tới đâu rồi ta, mình quay vào chiếc xe đó. Mình đang nói cái đề tài nóng lắm. Các bạn thấy đó, ở Mỹ này cái gì cũng thế đóng. Ô nhiều lúc mình lên mạng mình chia sẻ một số người nói ô người Mỹ họ công bằng, họ đóng thế nhưng mà họ được công bằng, họ hưởng. Nó hết rồi anh chị các bạn. Ở cái thời của tôi thì người Mỹ các bạn biết mấy chục năm về trước đó, người dân Mỹ á, người dân mà họ làm họ sống trên đất Mỹ này, họ đóng thế ngày xưa giống như họ bỏ ống vậy đó, là khi họ về già họ hưởng, họ được cái phúc lợi xã hội, họ được cái phúc lợi mô hình của những người già về những cái nhà cửa, khi mà họ về già họ được chính phủ tài trợ cho họ để họ có cái nơi họ nghỉ già, mà rồi họ đóng tiền vào đó để cho giáo dục con cái của họ, tiền vào trong bên bộ giáo dục rồi để đặng mà giúp ngành giáo dục, để đặng mà giúp đỡ những thế hệ sau, họ nghĩ là như vậy. Còn bây giờ hết rồi anh chị các bạn, tại giờ Mỹ giờ nợ nần chồng chất, đảng phái của nó thao túng á, những cái đảng phái nó chia tiền bạc ra, các bạn thấy nợ nần chồng chất lên, dân Mỹ vất vả. Hiện nay các bạn biết số người già ở Mỹ họ làm, có người làm tới 80 tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi, tại vì tôi làm cho hãng Mỹ tôi biết anh chị các bạn, mà còn không dám về hưu á, không dám nghỉ hưu á, không có đủ tiền để chi phí những cái mà phúc lợi xã hội nó không còn nữa, họ không có đủ khả năng. Các bạn đừng có nghĩ rằng làm đóng thế cả đời vậy đó chừng mà nghỉ hưu nha, là các bạn được hưởng Medicare fee, được hưởng những cái mà thuốc men bệnh viện xã hội phí, không dám đâu. Tiền hưu mà phải bỏ ra mua đó, nó chỉ bán cho mình, nó bán cho mình chỉ mua rẻ một chút thôi, mà không phải được hưởng cái gì cũng được hưởng hết đâu. Chàng ơi, thuốc men cũng mua mắc chết bà cố luôn. Bởi vì mấy người già ở Mỹ, bạn biết, họ tìm cách, họ đi bây giờ đó, họ đi qua những cái nước mà có đời sống thấp á, như là Nam Mỹ bây giờ cũng hết thời rồi, đời sống bên đó cũng trăm bề vất vả rồi, kinh tế khó khăn rồi, bây giờ họ đi qua châu Á, họ đi qua Việt Nam nhiều lắm á. Những cái chuyến bay mà tôi đi về Việt Nam, nhiều bà cụ 70 tuổi, 80 tuổi, mạnh trùng trùng vậy á, mà hai bà cụ đi ngồi máy bay khi tôi nói chuyện á, mấy bà thích lắm, mấy bà nói tao qua Việt Nam tao thích, tại đời sống mà cái sự thân thiện của người Việt mình hiếu khách á, họ qua họ sống á, họ không phải lo sợ, họ không phải sợ những cái vấn đề mà an ninh cũng vậy nữa, họ được người dân mến khách và được chính phủ tạo cơ hội cho họ sang Việt Nam nhiều lắm anh chị các bạn ơi. Vì có mấy cái lũ chống cộng xuyên tạc chống phá đất nước nó không thích thì nó xuyên tạc thôi. Mỗi lần mà tôi chia sẻ về đất nước phát triển, về mô hình xã hội Việt Nam mà đời sống người Mỹ đồ họ sang Việt Nam đồ, họ có những cái mà suy tư về Việt Nam một cách tích cực á, tôi nói các bạn tôi chia sẻ vào những cái đấu trường, hay là tôi đấu tranh với cái tụi chống cộng ở hải ngoại, ở những cái diễn đàn, ở Pow Talk hay những cái nơi khác đó, Yahoo rồi, các bạn biết tụi nó ngồi đó nó mạ lị Việt Nam, nó chửi bới, nó xuyên tạc mấy thành phần chống cộng ở hải ngoại á,
tụi nó khốn nạn lắm anh chị các bạn ơi. Nó muốn đất nước mình phải loạn lạc, dân mình phải khổ. Nó không có muốn đất nước mình tốt hơn đâu. Tôi nói chị các bạn, những nói tới mấy cái đám mà chống cộng ở hải ngoại là máu tụi nó nổi nóng lên. Cái sự khốn nạn của tụi nó tột cùng, vào trong mấy cái đấu trường rồi thấy con người của tụi nó chia sẻ những cái gì mà tốt của đất Mỹ, mà những cái khách nước ngoài người ta đến Việt Nam mà người ta mưu sinh, người ta làm ăn. Ồ, tôi có một cái đề tài nữa nha anh chị các bạn. Hôm qua tôi đang ngồi tôi coi, tại tôi trên mạng, tôi sống trên mạng dữ lắm, tại tôi làm ăn mua bán rồi cái này công việc rồi lắm á. Nhiều khi nó quảng cáo, các bạn biết tụi Mỹ nó quảng cáo mấy cái cửa tiệm mà nó bán buôn á. Cái tôi vào tôi đọc, cái thằng đó nó mua cái máy phát điện nha anh chị các bạn. Đọc cái comment nó nói về cái sản phẩm đó, nó mua những cái máy phát điện đâu 12.000W mà tôi thấy nó để nó phản hồi, nó nói là cái máy này tôi mua, nó mua là nó cảm thấy rất là hài lòng. Nhưng mà đất nó nói mà những cái đồ nào mà made in China là nó đem nó trả lại, mà nó định đem trả lại rồi. Tôi có copy cái comment của nó xuống, tôi sẽ post cho anh chị các bạn thấy. Nó nói là nó định đem trả lại rồi, tại vì nó thấy cái khung sắt để made in China, nhưng mà nguyên cái dàn máy đó phần nhiều là made in Việt Nam. Nó đem nó trả lại rồi, nhưng mà nó tới chừng nó dở ra, nó coi lại, nó gọi cái chỗ mà sản xuất á, người ta nói là cái đó là made in Việt Nam, cho nên nó giữ lại. Các bạn thấy tự hào không? Đó, bây giờ hàng của Việt Nam mình, make hàng của Việt Nam mình, các bạn biết đồ mà gia công của Việt Nam mình vô Mỹ nhiều lắm. Đó là tại sao các bạn thấy Việt Nam mình mậu dịch với Mỹ, mà Mỹ ngày càng bị thâm thủng mậu dịch với Việt Nam. Có nhiều người họ không hiểu khi mà Lợi Minh đưa ra cái vấn đề mà nợ cao, nợ Mỹ, nợ Việt Nam, họ nghĩ rằng thằng Mỹ nó sẽ xù, là họ nói là mai này thằng Mỹ nó sẽ quỵt mình. No, các bạn biết mình chiếm được cái thị trường của thằng Mỹ, mình làm chủ được nó, mình làm chủ được cái thị trường nó, mình chiếm được cái ưu thế của mình. Đó, là bắt đầu mình sẽ gia công. Các bạn biết những cái mặt hàng gia công và tay nghề của những người dân Việt Nam á, dân lao động đó, nhân công á, các bạn biết càng lúc họ giỏi lên những cái tay nghề của họ, mình cần những cái tay nghề như vậy. Tôi mơ ước là trong tương lai á, nhà chính phủ Việt Nam cần phải nghiên cứu thêm về vấn đề semiconductor, là mình cần chiếm về lĩnh vực semiconductor, mình cần phải sản xuất gia công cho vấn đề semiconductor. Hiện nay cả thế giới các bạn biết trong đại dịch này nè đang bị rúng động, và mà từ đây đến 12 Mỹ kinh tế nó cũng gặp khó khăn về vấn đề semiconductor, những con chip á, về bên điện tử để mình sản xuất ra những cái mặt hàng đó cho xe hơi, cho đủ thứ hết các bạn, thì cái gì cũng cần nó chân á, cái con semiconductor. Nhưng mà cái tay nghề của người dân Việt Nam mình chưa có. Bây giờ mình cần những cái công ty của nước ngoài nó vào, nó đầu tư Việt Nam, để đặng mình rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Hằng Trung Quốc nó có được cái như ngày hôm nay là nhờ nó gia công được cái semiconductor đó anh chị các bạn. Hằng Đài Loan cũng vậy, các bạn biết hiện nay nó sở dĩ nó có tiền, nó khá giả là gì, nó nhờ nó sản xuất semiconductor. Những cái con chip, những cái mạch điện tử đó nha các bạn, rất là quan trọng. Ngày xưa Mỹ nó là cái vùng đất là sản xuất semiconductor mà. Hồi đó tôi làm cho Mỹ tôi biết mà. Các bạn biết nó, dân Việt Nam mình ngày xưa qua đây là làm bên assembly á, làm gì qua là chỉ có nghề đó thôi à. Chứ ở đó không có nail. không có nail hay cái nghề khác. Các bạn biết đó, qua là mà là mình có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thì những cái người đi trước đó họ dạy, họ chỉ, họ train lại, họ huấn luyện người đó trong một tháng hai tháng, tay nghề họ cứng cáp, bắt đầu họ làm. Việt Nam cần chú trọng vấn đề mà semiconductor rất là tốt, bền vững. Các bạn biết hiện nay hàng Trung Quốc nó cũng đang gặp khó khăn về kinh tế của nó, và Covid đó, nó bị gián đoạn vì vấn đề mà sản xuất bên semiconductor, bên những cái mạch điện, con chip điện tử đó. Mình mà chiếm được ưu thế cái đó, các bạn biết tụi cả thế giới nó ngồi đó, nó ẩm bồng Việt Nam luôn, tại vì nó cần dữ lắm các bạn biết. Đó, hàng Mỹ ngày xưa nó sản xuất trong nước Mỹ rồi, các bạn biết tại sao? Hồi xưa cái nó chưa có chính sách toàn cầu hóa,
nó chính sách toàn cầu hóa của nó, cho nên nó sản xuất trong nước Mỹ khủng khiếp luôn. Những con chip, những cái mạch điện hồi xưa nằm trong nước Mỹ. Nói về những cái hãng đó hả, các bạn vô hả, người Việt của mình làm vô trong mấy cái hãng đó hả, họ đông nghịch luôn. Họ mở nhạc cải lương rồi họ tổ chức này kia như người như ở Việt Nam, người Việt vậy đó. Nó vui lắm, hồi xưa người Việt nó làm, bây giờ mà nó Mỹ nó đưa bên cái ngành sản xuất đó ra nước ngoài hết. Tại vì nó cạnh, để nó cạnh tranh. Các bạn biết tại vì nó trả lương một người ở trong nước Mỹ đó, bây giờ mà làm bên bên cái công việc đó khoảng 15 đến 20 đô một giờ. Mà trong khi đó nó đưa qua những cái quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam hay là Đài Loan đồ, các bạn biết nó trả có ba Việt Nam trả cao lắm đồng giờ. Còn ở Trung Quốc nó trả khoảng 5 đồng là dữ lắm. Tại Trung Quốc bây giờ đời sống nó cũng lên rồi. Cái đời sống nó càng lúc nó càng cao lên rồi. Ngay cả thằng Trung Quốc bây giờ các bạn thấy nó còn tìm đường đi qua Việt Nam để đặng mà nó sản xuất semiconductor. Cho nên Việt Nam cần mở rộng lĩnh vực về bên mạch điện, cái con chip và mạch điện để cung cấp cho cộng đồng thế giới. Lúc đó là mình chiếm cái ưu thế của mình mạnh lắm. Các bạn biết khi mà mình làm chủ được thằng Mỹ là mình tạo được cái uy tín và sức mạnh của mình trên cái cộng đồng thế giới. Có thể mình sẽ bị rớt like vô chạy qua cái chết núi anh chị các bạn. Thì các bạn thấy mình lại mình chia sẻ để chúng ta thấy được về vấn đề mà mô hình đất nước, xã hội và con người nó còn nhiều cái tiềm ẩn. Nhất là sau cái cơn đại dịch này, tôi thấy là Việt Nam có chiều hướng tốt lắm, chứ không phải giống như những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại tụi nó tuyên truyền đâu. Các bạn không có sống với tụi nó, các bạn không có hiểu được đâu. Tôi nói thiệt á, dù các bạn lên mạng ngày hôm nay cỡ nào đi chăng nữa, có nhiều người nói ô bây giờ hiểu được những người chống cộng ở hải ngoại này nọ rồi, trời ơi tụi nó mưu mô lắm, xảo quyệt lắm. À, có ở trong chăn mới biết chăn có riệp mới biết được dĩ dãn dơ dái gì đó quá khứ dĩ dãn dơ dái gì bẩn thỉu gì đó. Tụi nó ghê lắm anh chị các bạn ơi. Mấy chục năm nay trên không gian mạng này, những cái tụi mà chống cộng cực đoan của tôi gọi là sao, bây giờ tôi gọi tụi nó, tôi đặt tụi nó là sọc nô á. Mấy thành phần tôi kêu tụi nó là sọc nô, tại vì nó làm nô lệ trước người mà nó lúc nào nó cũng lên mạng nó nổ, nó nghĩ là nó là thứ dữ. Thôi là mình like ở đây, chắc qua chỗ này nó rớt like à. Mình ngừng nha, xin chào anh chị các bạn nha. Hy vọng mình có like sau nữa. Mình mỗi lần mà lái xe đó tư duy của mình rộng mở lắm. Nó rất là thoáng. Mình có nhiều đề tài, mình nhớ tới đâu mình nói tới đó. Bye bye, xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye.